Mình còn hai góc trung nu nha. Trung nu nè. Mới làm lại cái đế. Nu cũ. Mấy cái này hoành 20 mấy á. Cái này hoành 25 nè, 25, 26 nè. Vậy mấy bạn trồng vậy đó. Muốn là thành cây bài. Cây này cây số 1 nha. Bán 2 cây nha, cây này cây số 2 là nu nè. Giảm giá luôn. Bú nè, bú nó bị chán không nè. Nu nè. Mấy nói chung cái dòng này nuôi lắm, nuôi công mà. 2 cây. Anh em là mua được ủng hộ tối quá, ra quay bị déo nè. Khổ ghê chưa. Bởi vậy kiếm cơm khổ ghê chưa.